Rồi, chào anh em. Nãy giờ hôm nay cô Vịnh nằm đứt điện thoại thì cô còn nãy thấy được một cái clip TikTok của một ông cố nội tại đất yếu là tại đất yếu bạn nói theo tôi biết là bạn rất là trẻ chính ít mà hay viết những cái hay viết những cái gọi là cường điệu lên làm cho thần bí nhằm hút member vô. Thì thực sự những cái đó không có bền. Tại vì sao? Cái nào chúng ta biết thì chúng ta nói, chúng ta không biết thì chúng ta đừng có nên nói. Bởi vì những cái bây giờ bạn nói có thể là 2 năm nữa, 3 năm nữa cộng đồng nó không có ngu, nó biết được sau này nó quay lại nó cười vô mặt, cười vô mặt. Ví dụ cái clip mà tôi thấy vừa rồi là nói là tại sao nhiều người vô trong thị trường chứng khoán chơi mất tiền, rất nhiều mất tiền, rất là chỉ có ít người là kiếm được tiền. Số tiền mà các bạn mất đó là nhà nước dùng để xây xây trường, xây cầu, xây xây đầu tư công các kiểu, thì đó là một trong những cái hết sức là thao lao. Cái tiền mà bạn chơi trong thị trường chứng khoán bạn mất nó vô túi tiền thằng khác chứ nó đéo có vô túi tiền nhà nước. Tôi mà là nhà nước tôi phạt nó 7,5 triệu, cái tội vu khống nhà nước cướp tiền của dân, bắt bỏ tù chết mẹ luôn nha. Rồi không biết thì bây giờ dẫn cái tay lên nghe chỉ cho rồi thế nào là thị trường chứng khoán. Các bạn vô trong cái trading, các bạn vô vô kênh này, các bạn vô có một file, các bạn tìm cái file về vĩ mô, click chuột phải chọn go commission, mở cái file này ra kinh tế vĩ mô, mở cái file này ra đây, file này có trong file này có đầy đủ, có rất đầy đủ. Trong đây có một phần nó nói về lạm phát và cái phần là phần lạm phát và nền kinh tế cùng bán nền kinh tế, trong đây rất đầy đủ. Vô đây mà đọc không biết thì vô đây mà đọc, đọc để còn đi lộn xào với người ta trong em nó nghe nó nể nó sợ. Ok chưa? Thì cái này các bạn vào các bạn đọc trong đó tại sao cô để cái phần lạm phát nó lên đầu. Bởi vì cái lạm phát là nguồn cơn của mọi thứ, tất cả mọi thứ. Tại sao có cái thị trường chứng khoán? Các bạn biết sau khi Việt Nam sau khi tái thiết lại, sau khi giải phóng tái thiết lại và nền kinh tế phát triển, thì lúc đó những cái chuyên gia nước ngoài á, Việt Nam á, mới cho rất nhiều người đi học ở nước ngoài để về giúp ích cho đất nước. Và có những chuyên gia nước ngoài người ta đã cố vấn cho Việt Nam, đất nước Việt Nam nó phát triển mình phải hút được một cái dòng tiền khổng lồ. Nếu anh không hút được một dòng tiền khổng lồ ngoại tệ đổ từ nước ngoài vào, đô la, vàng, tiền nước ngoài đổ vào, thì cơ bản các bạn nhìn đi, giống như nhà các bạn không mở cửa thì tài lộc sao vô. Các bạn phải mở cửa thì tài lộc nó mới vô, thì mới có tiền tài để các bạn xây nhà to hơn, các bạn xây hàng rào, các bạn bảo vệ nhà các bạn, đúng không? Đó là như vậy. Cho nên Việt Nam phải mở cửa, phải có thị trường chứng khoán. Vậy thì lý do tạo ra thị trường chứng khoán không phải là để đi kiếm tiền, hút tiền của người chơi đầu tư không, sai, nhầm. Mục đích ra đời thị trường chứng khoán nó giải quyết 2 mục tiêu. Thứ nhất là hút một cái dòng tiền của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam mở cửa còn non trẻ, những cái nước nó phát triển ở bên ngoài rồi, phát triển mấy chục năm rồi. Các bạn đi Trung Quốc, các bạn đi Thái Lan, các bạn coi, các bạn biết Việt Nam đi sau vài chục năm là bình thường. Họ nhìn ra được, họ thấy là ồ, Việt Nam còn cơ hội phát triển, cho nên họ đi tắt đón đầu, họ đổ tiền vô, họ đầu tư mảng này mảng nọ, cho nên Việt Nam phải có hút cái dòng tiền khổng lồ về. Thị trường chứng khoán của chúng ta vào năm được mở vào năm 1995 đó, 95 hay năm 2000 đó, trong file này cũng có nói, nên coi là thì khi mà mở cái thị trường này lên, giải quyết được cái vấn đề thứ nhất là tiền nước ngoài đổ vào đầu tư Việt Nam rất là nhiều, doanh nghiệp nước ngoài đổ vào nhiều lắm. Ok chưa? Tại vì tiền đã vào nhà chúng ta rồi, cái việc chúng ta là chúng ta sẽ tiếp tục chơi làm sao mà nó lấy tiền vào túi la sống. Ok chưa? Cho nên không phải là mấy ông cố nội Việt Nam chơi chứng khoán là mấy ông mất tiền là nhà nước lấy đâu, vậy nha. Tôi hy vọng là nhà nước mà có đọc được cái, có xem được cái clip này phạt chết mẹ thằng tả đất yếu đi nha, sầu lồn đéo có căng nha. Rồi tiếp cái thứ hai, cái mục tiêu thứ hai, nếu không hút được tiền, bất kỳ quốc gia nào mà không có thị trường chứng khoán, các bạn nhìn là những cái nước khác đi, những cái nước mà sơn mà những cái nước mà bè bè mà không có thị trường chứng khoán,
đều chết. Bạn biết tại sao nó chết không? Chết chết không phải là vì nó chết không phải là vì không hút được dòng tiền nước ngoài, không có đô la, nó không phải chết vì cái lý do đó đâu, các bạn biết gì không? Nó chết bởi vì chính cái đồng tiền của nó lạm phát, chính cái đồng tiền của nó lạm phát. Là tại vì trong cái quá trình mà vận hành nền kinh tế, các bạn biết cái nguyên tắc là gì? Cái nguyên tắc là tiền bằng hàng. Chúng ta được học rồi. Tôi mở một cái trà khác nha. Tôi mở trà khác tôi vẽ cho các bạn xem. Cái nguyên tắc tiền với hàng. Cái lượng tiền nó phải được in ra tương ứng với cái lượng hàng để người dân giao dịch. Đó là nguyên tắc vận hành đất nước. Và trong cái quá trình in ra như vậy á, thì sẽ có một một thời gian sau nó phân hóa ra 80-20. Có nghĩa là gì? Những cái người mà kinh doanh buôn bán, những người làm ăn sẽ đâu đó có 20% những người rất là giỏi và họ thành công. Đây là lệnh 80-20. Thì trong đó có 20% là đại gia nó sẽ hình thành. Đại gia giàu và rất giàu nó hình thành. Và những cái đại gia giàu và rất giàu này nè, họ không dừng lại đó. Họ cần cái nhu cầu đòn bẩy để họ thế chấp, để họ muốn giàu hơn. Hiểu không ạ? Ví dụ họ kinh doanh buôn bán thì nhà nước thống kê là cần phải in ra 1.000 tỷ để đáp ứng một cái lượng hàng đang ở trong dân để họ dùng, để họ giao thương với nhau. Thì thời gian sau mấy này nó rất là giàu. Và cái mấy này có trò gì các bạn biết không? Nó mua bất động sản, nó cắm ngược lại bên ngân hàng. Nó mua bất động sản, nó cắm ngược lại ngân hàng. Nó mua một căn nhà 5 tỷ, nó cắm cho ngân hàng để nó lấy 70%, và nó bù thêm cái tiền nó mua tiếp một căn thứ hai, và nó lại cắm căn thứ hai. Chính cái hành vi đó một thời gian sau, bất kỳ cái quốc gia nào phát triển đó, thì luôn có cái câu chuyện xảy ra. Bởi vì không có ai chê nghèo, không ai chịu dừng lại đó. Ta giàu người ta mới cắm tiền ngược lại. Và thì lúc đó nó xảy ra một vấn đề nữa, thì cái lúc mà cắm tiền bất đưa bất động sản vô cho ngân hàng giữ, ngân hàng lại chi một khoản tiền là 70% của một cái căn nhà, đúng không? Ví dụ 5 tỷ là 3 tỷ rưỡi, đưa 3 tỷ rưỡi ra đấy phần trăm. Vậy thì lúc đó vô tình cái lượng tiền này nó tăng lên, cái lượng tiền này nó tăng lên, đúng không? Lượng tiền ban đầu có 1.000 tỷ thôi, bây giờ những cái người mà có nhà ta cắm vô đây nó rút ra được 70%, lượng tiền này nó tăng lên. Vậy thì xảy ra cái gì? Nó xảy ra một tình trạng là lạm phát, lạm phát à, cung tiền tăng lên, lạm phát. Những người này vẫn ở nhà của họ, nhưng sổ của họ ngân hàng giữ, nhưng tiền của ngân hàng họ giữ, họ dùng tiền đó họ lại tái đầu tư. Cho nên ở nhìn chung cung tiền ngoài xã hội tăng lên đột biến rất là lớn. Chính vì như vậy cho nên không cần có dòng tiền nước ngoài, chính cái đồng tiền quốc gia nó đã bị lạm phát, nó bị lạm phát. Làm sao để giải quyết cái đó? Cần phải có một cái trò game làm giàu để mở cái trò game này ra, hút cái lượng tiền này vô nè. Thì đây là mục tiêu thứ hai, mục đích thứ hai của thị trường chứng khoán. Các bạn chơi chứng khoán, các bạn chơi bất động sản đâu có giàu giàu nhanh bằng chứng khoán đâu, đúng không? Cũng như các bạn chơi sport, các bạn đâu có ngon, đâu có giàu nhanh bằng marine đâu, đúng không? Tại vì đòn bẩy mà, đúng không ạ? Cho nên mở cái thị trường chứng khoán này ra giải quyết được hai mục tiêu. Ngày xưa mấy cụ của mình á qua bên tới Mỹ á, được Mỹ nó cố vấn về lập thị trường chứng khoán, góp ý từ năm 95 á. Từ năm 95 là đã cái quỹ của bên đâu rồi? Cái file mất tiêu. Tôi bỏ cầu tóc. Năm 95 là cái quỹ Reagan Capital nó đã vào Việt Nam. Nó đã vào, nó mở trước rồi. Nó mở trước 5 năm. Đến năm 2000 thì thị trường chứng khoán mới mở ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, tại sao mở Hồ Chí Minh mà không mở Hà Nội? Tại vì có nó sinh đổi thời điểm đó Hà Nội không có đủ điều kiện, không có tiền để hút vô. Hồ Chí Minh lúc đó thời điểm đó miền Nam Hồ Chí Minh đã tiền rất là nhiều. Cho nên mới mở Hồ Chí Minh. Nhưng năm 1995 thì cái những cái quỹ mà người có nói là chùm rửa tiền luôn ở nước ngoài, nó đã mở trước đó rồi, nó đã thành lập trước đó, và nó đã có kế hoạch 5 năm 10 năm, và dòng tiền đổ vào phát triển đất nước. Từ sau năm 2000 các bạn thấy thì nền kinh tế Việt Nam lên rất là mạnh, và thị trường chứng khoán nó ra để thứ nhất hút cái dòng tiền nước ngoài vào, thứ hai hút dòng tiền trong nước vô để chi, tiền nó vô trong thị trường chứng khoán này nè. Thì lúc đó tổng cái cung tiền này nó được khống chế lại, nó không có, nó sẽ kéo lại cái mức là gần như là tiền bằng với hàng, mà thậm chí của nó tiền còn ít hơn nhiều người ta vào trong thị trường chứng khoán này đâu. Sao nè, vậy thì tiền này đi đâu? Tiền chơi như chứng khoán chơi thua đi đâu? Chơi thua thì nó đi đâu các bạn biết không? Nó vô mấy tay to đó, nó vô mấy thằng tay to, mấy thằng lái giống như FLC ấy.
HLC đó, giống như bà Trương Mỹ Lan đó. Nó vô những cái đó đúng không đó, rồi vô những cái đó xong rồi gì, một thời gian sau banh phót bể phót ra một vài ông ở ổng, những tiền của các bạn mất, tiền nó mất. Cho nên cái kiến thức tài chính nó rất quan trọng, nó cực kỳ quan trọng. Và cái mục tiêu cái thị trường chứng khoán này mở ra là để kiềm chế cái lạm phát và hút cái dòng tiền nước ngoài ha, nhớ cái vấn đề này được chưa. Và làm clip ngắn ngắn rồi để giải thích cho anh em, ai biết sau biết rồi sau này chỉ lại chia sẻ lại cho những người không biết, ok ha.